Chào các bạn, hiện tại thì Hương đang có mặt ở nhà máy sản xuất xịt kháng khuẩn Mixicare đạt tiêu chuẩn cGMP ASEAN. Và trong những ngày qua thì công nhân đang hoạt động rất là tích cực để đủ số lượng hàng lớn đưa ra thị trường. Sản phẩm có thành phần cồn 75 độ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại. Ngoài ra còn có thành phần tinh chất dầu tràm giúp kháng khuẩn và tạo một cái mùi hương thông mũi rất là dễ chịu. Cùng với tinh chất dưỡng da vitamin E nên tay khi sử dụng không bị khô da mà rất mịn màng. Sản phẩm an toàn cho trẻ em trên 6 tháng nên các mẹ yên tâm tuyệt đối khi sử dụng. Sản phẩm được Sở Y tế và Viện Pasteur cấp phép và lưu hành trên toàn quốc.